hỏng luôn cái điện thoại luôn. Vì chân thành yếu sinh lý, hỏng luôn điện thoại luôn. Đi và không có thi thố gì nữa nha. Và luôn. Vẫn chưa cười. Chưa cười, phải cười. Tôi lấy xấu luôn. Là làm sao? Là ý làm sao? Ăn cho mập thây mập ốm tật làm sao? Bây giờ không cười đi. Cảm ơn bạn. Thí sinh kế tiếp xin mời Phạm Văn Thoại. Luôn trong tư thế cười há mồm, làm cho tất cả danh hài. Để lòng nhẹ nghiêng không ngừng cười. Chào hai giám khảo ạ. Chào anh Ngô Kim Huy ạ. Em tên là Phạm Văn Thoại, em ở Hải Phòng ạ. Em sinh năm 1996. Hiện tại công việc của em là bán hàng online ạ. Xa thế cơ à? Em làm việc ở Hà Nội ạ. Hà Nội à? Vâng, em ở Hà Nội. Thế là bay vào đây thi đúng không? Vâng ạ. Em xem chương trình bao nhiêu mùa rồi? Em xem từ mùa đầu tiên rồi ạ. Và em rất hâm mộ anh Trấn Thành. Cảm ơn em. Mình bán hàng online, mình bán cái gì? Dạ, em bán quần áo ạ. À, chủ yếu là quần áo rồi. Dạ vâng ạ. Sao mà xem 5 mùa rồi đến mùa thứ 5 mới thi là sao? Thực ra thì do là em bán hàng quần áo thì là kiểu như là có thể cách bán hàng của em nó hài hước ấy. Thì mọi người cứ giục em đi thi, em tao không có đi thi đâu, tao có tiền đâu mà tao vào đây tao thi. Thế là mày đi thi đi, tao thấy mày có tài năng. Thế là em rồi. Thế thôi thi thử, rớt thì rớt mà trúng thì trúng. Bán như thế nào mà gọi là hài hước? Livestream đó, dạng livestream đúng không? Livestream bán hàng bình thường mọi người sẽ bán hàng mà giao hoặc là một cái áo giá như nào ấy. Nếu như mà ví dụ như comment mà trêu em là quay lại là em chửi luôn. Là sao? Có nghĩa là chửi khách luôn. Khách nào mà cà chớn là chửi luôn đúng không? Trời cái áp này bán 150 mắc quá 140 thôi. Thế mà bán cho bố mẹ mẹ mua à? Kiểu gì đúng không? Kiểu gì đúng không? Kiểu như ví dụ như là anh trả giá em đi. Ừ. Để em bán bao nhiêu tiền? Cái này là 80.000 một cái áo nha. Ai mà bán 80.000 mà chạy bán có 40.000 kia. Không mua thì thôi nha. Không ẩn vào đây đi ra chỗ khác mua nha. Ở đây 80.000 là 80.000. À, hiểu chưa, hiểu chưa. Bữa nào ghé shop em chơi. Thôi không phải đi. Dạ, em cũng tính là cố gắng làm bán online để mở shop. Nhưng mà em nghĩ em mở shop ra chắc đến chúng có đánh em chết. Nên em không có mở shop. À online thì họ không biết ở đâu. Nên là nhiều người cũng hỏi địa chỉ em đâu dám cho đâu. Em cho là em chết luôn. Nhưng mà anh hỏi này là khách hàng nào thường là có đủ điều kiện để em chửi? Thực ra là mọi người yêu quý em rất là nhiều. Thì là khoảng tầm tin là lớp 9, lớp 10 là toàn tầm đấy. Nhưng mà kiểu cách bán hàng của em thì em toàn xưng hô dạng như ví dụ như tao mày ấy. Thì là ít tuổi hay là bằng tuổi em cứ tao mày hết. Nên là nó kiểu nó tạo cách thân thiện ấy. Thì nhiều người ví dụ như cách 1-2 ngày em không live stream là suốt ngày nhắn tin giục em. Mà em giục em là em điên đầu lắm. Đã bắt đầu em lên em lại chửi tiếp. À, đối tượng có điều kiện đầu tiên bị chửi là giục không livestream. À, được. Đối tượng thứ hai là sao? Đối tượng thứ hai là gì? Mua một cái áo 70.000 hỏi free ship hay không? Là em chửi luôn. Hoặc là ví dụ như là mà hỏi có giảm giá hay không? Hộ nghèo có giảm giá hay không này? Đấy. mà vô duyên là chửi luôn. Đấy, vô duyên là chửi luôn. Bây giờ là em cứ mở shop đi. Em cứ bán, em cứ chửi thoải mái, em đừng ngại người ta tới. Hoặc là em cứ báo địa chỉ là địa chỉ nhà Ngô Ký Huy cũng được. Nhưng mà có bao giờ em chửi nhầm một người nào đàng hoàng không? Không, thực ra là ví dụ như mọi người, ví dụ như người lớn mọi người ấy vào mà nhắn tin, ví dụ em ơi chị mua hàng thì là em sẽ trả lời bình thường là vâng chị mua gì. Còn nếu là vào ê mày bán cho tao cái này, hoặc là ê mày nói rảnh nói chuyện với tao đi, em bảo là tao không có thời gian, tao rảnh tao nói chuyện với mày, mày có mua không. Ví dụ câu trước nó bảo là ê tao mua áo thì em muốn mua gì, câu sau là bảo thôi tao chán rồi tao không có mua nữa. Thì bắt đầu là em vào là em chửi, nhưng mà thực ra là kiểu vui vui ấy. Anh hiểu rồi, có nghĩa là mình làm cho không khí cho mọi người vừa vui, có nghĩa là mình vừa trừng trị cái người bất lịch sự đúng không, mà vừa làm không khí cho nhưng mọi người vui. Nhưng mà em không có vui. Anh hiểu không? Nhưng mà thế này này, là em nghĩ là cái điều đấy là có tác hại hay không? Là trong khi mọi người khuyến khích chửi nhau như thế này thì có tác hại hay không? Thực ra thì cũng một phần là cũng có thể là có tác hại, nhưng mà khách hàng của em ấy thì là lại tầm tuổi tin thì những cái ngôn từ của người ta ấy của tin thì nó lại kiểu nó thân thiết với nhau. Ví dụ mà tao mày, còn bình thường mà gọi bạn tớ là em tính em rất là thẳng, gọi bạn tớ là em không có thích, nghe rất là thảo mai đấy, kiểu thế nên em không có thích, nên em hoàn toàn gọi tao mày thôi. Mà đứa là bạn tớ thì em không có nói chuyện. À, bạn tớ còn nói chuyện. Tôi với cậu thì sao? Không, ở quê em tao mày hết. Còn ví dụ như ít tuổi hơn hoặc lớn tuổi hơn thì cứ xưng hô bình thường thôi. Còn như ai tao mày với em thoải mái luôn đấy. Còn người lớn thì em vẫn là... Bây giờ mày thi không? Có, tao... Ừ, cho.
Sao em giao lưu tí đó, tại vì là ở ngoài sân khấu em hơi run ấy, em lần đầu đứng lên đây em hơi run ấy. Không sao, nhưng mà em thi là em thi tiểu phẩm hay là em thi chửi bọn anh? Dạ có lẽ là có thể là bị chửi đấy anh ạ. À có thể bị chửi hả? Nếu như mà không cười là bị chửi luôn. Nhiều đó thế em nha, thế lo rồi đó. Ấy ơi. Dạ. Dạ. Ấy là bị chửi đó. Ấy bị chửi đó. À, mờ ơi, mình thi nhá. Rồi chuẩn bị nha. Thời gian 60 giây bắt đầu. Alo. Ở ngoài à, có gì? Ừ, tao chuẩn bị ra ngoài, cứ nói đi. À, cái gì? Cái việc của Trấn Thành á. Cái việc đấy cả showbiz nó biết rồi. Không phải ngạc nhiên. Ta đã nói rồi, cái việc đấy là việc của nhà người ta, mày không có quan tâm nha. Không có nhưng nhị gì hết. Mà làm sao mày cứ sồn sồn mày nhảy ngược đến đây làm gì thế hả? Tao đang nói rất là tử tế về mày luôn, tao chưa hề có gắt về mày luôn nha. Tao chưa hề có gắt luôn nha. Cái việc Trấn Thành yếu đi sinh lý thì liên quan gì đến tao? Hả? Xong. Hỏng luôn cái điện thoại luôn. Vì Trấn Thành yếu sinh lý hỏng luôn điện thoại luôn. Đi về, không có thi thố gì nữa nha. Về luôn. Vẫn chưa cười. Phải chửi tôi lấy xấu luôn. Là làm sao? Là ý làm sao? Ăn cho mập thây mập ốm tật làm sao? Bây giờ không cười đi. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn đã có giải thưởng là 2 triệu đồng. Hồi nãy giờ chửi quá trời chửi, chỉ có một câu vừa rồi là chính xác rồi đó. Thiệt á. Cái thằng quỷ sứ. Cậu mập liên quan thì sao mày mày? Hả? Ý liên quan lại rồi, chửi sao chửi mày? Hết chuyện rồi, đụng vào cân nặng của ông Xin. Dạ anh cảm thấy không để đây đâu à. Quay băng chuối sau lưng kìa. Anh từ từ, ai cũng sẽ được bị chửi ạ. Chửi là đôi khi thái độ nó phải như vậy, em hiểu không? Thì nó mới đủ đô tụi anh. Tại vì là không phải, tại vì thực ra là em cũng nghĩ là em sẽ chửi gắt rồi. Nhưng mà em xem hai anh ví dụ mà kiểu như là nhận xét về thí sinh thật sự, mà kiểu như nhận xét thật sự ấy, em sợ. Em sợ là em cũng bị như thế. Kiểu như là nhận xét thí sinh ví dụ như là dơ hoặc là như này phải dơ. Đấy, nên là em rất là sợ luôn. Không phải thế này nè em ạ. Cái dơ với cái sạch nó khác nhau ở đúng một cái chỗ là nó có mang đến cái ý nghĩa gì hay không thôi. Có nghĩa là nếu như em diễn một cái vở hài kịch mà cái nhân vật của em nó buộc phải chửi và nó chửi đúng chỗ hợp lý thì nó sẽ không dơ. Mặc dù mình vẫn là chửi và chửi thậm chí rất là ghê luôn. Nhưng mà tự nhiên em đè hai tụi anh ra chửi một cách vô lý thì em hiểu không? Cái đó nó lại khác nữa. Ví dụ nha, ví dụ hồi nãy á, có một điện thoại tới em, alo. À, gì đấy, tao sắp đi gom hụi rồi. Ừ thôi, cái bà chín con bà Thành, bà Sáu con bà Giang đó, hai đứa lời như quỷ. Họ hiểu, hụi mà thiếu, tao chửi hoài à. Thứ cái mặt lì trâu bò vậy đó. Thì đó là trong một cái tình huống em là một người gọi là chủ hụi mà chợ búa. Thì không có vấn đề. Có nghĩa là cái chửi mình nó có lý do em á. Ừ, là thoải mái thôi. Giờ thế nào? Em thi tiếp ạ. Thi tiếp. Có 2 triệu rồi đó. Cho em chuẩn bị trang phục. Chuẩn bị đi bạn. Ok em. Cho em nhờ cái bàn của anh để em đã tặng. Đúng, vô nghề rồi. Phải có cái này người ta coi mới thú vị nè. Thời gian 60 giây bắt đầu. Xin chào chúng mày, ngày hôm nay tao tiếp tục tao bán áo lại mẫu mới này. Áo chuối lại bẩn án lại, em thích khí tây chứ ta, em vẫn luôn đi nha nha. Không phải mẫu này nữa mà. Mẫu này. Áo bảy bóng. Áo bảy bóng cho chị em nào thích sự bảy bóng nha. Cái gì kia? Đứa nào cái gì kia? Ngô Kiến Huy nha. Cả cuộc đời mày chỉ có một bài hit thôi nha. Bây giờ mày lại chuyển. Anh biết luôn. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy cho hết đi em. Đêm nào tháng bên nhau giá vợ anh. Tôi vô tình là duyên dáng. Nói cái gì mà chính xác quá. Tôi vô tình theo dõi buổi live stream này nghiệt ngã quá. Cả cuộc đời mày có một bài hit. Duyên dáng. Đúng là anh nói nghe này. Khi diễn hài á mà mình đưa ra một cái mảng miếng mà về mắc cười để người ta phải bật cười á, là cái chuyện đó là chuyện đúng rồi. Nhưng mà để đến một cái tâm lý người ta cần cái gì á là em vừa rồi là chính xác nhất, là anh với Trấn Thành cần điều đó. Mà khán giả cũng hiểu được cái điều đó là gì. Bây giờ có hát đâu, đi làm MC không, chơi game thôi. Nãy bé 5 tuổi còn biết chú của cái quy diễn viên hài.
Trời ơi, thương thằng em tôi đi, trời thiệt á. Thì nó có con bài hit thôi mà. Em hiểu không? Hài đôi khi là cái gì để mình khều đúng chỗ ngứa của người ta thôi. Em nắm được cái tâm lý là nghệ sĩ hài thì hay khích bác nhau, hay ghẹo nhau để vui. Thì để em ghẹo đúng anh Huy. Mà em hiểu không? Ghẹo hợp lý. Nếu nãy giờ em không có mấy cái này, người ta xem người ta không cảm nhận được. À, nhưng mà có mấy cái này thì người ta thấy à, đây là một buổi livestream thôi, đây là cái nhân vật đang chửi cái người kia vậy thôi. Nhưng mà thế này một cái nhắc nhở cho em là phải nói chậm lại. Đúng. Nhanh quá thì người ta không nghe được thông tin của mình, người ta không cười, em hiểu không? Mà nó chửi vô cả một sự nghiệp, nó chửi cả một sự nghiệp. Thoại ơi, dạ. Bây giờ bà đã có 10 triệu, bà muốn đi tiếp hay là ngược lại? Em thi tiếp ạ. Thi tiếp. Đề tài Ngô Kiên Huy đang hot đó nha. À. Còn nhiều đề tài lắm anh ạ, anh yên tâm đi, cuộc đời anh cũng chỉ thế như anh Kiên Huy thôi, Ngô Kiên Huy thôi. Rồi, thời gian 60 giây, bắt đầu. Trấn Thành nha, mày nha. Tại sao mày mua áo của tao, mày không nhận hàng là sao? Đây, cái size 5XL chỉ có một mình mày mới mặc vừa thôi. Bây giờ mày không mua thì bây giờ tao bán cho ai hả? Mày giải thích đi, mày khỏi giải thích luôn nha. Bỏ cái đôi giày độn giải thích cho tao nghe chưa? Nha, khỏi giải thích luôn, kể cả Trường Giang luôn nha. Đấy, hai đứa cho mày bùng hàng bây giờ đi. Bây giờ nói giải thích đi. Mà thôi hai đứa khỏi giải thích luôn nha. Hai cái miệng này là không ai cãi lẩu lỗi này luôn nha. Mọi người chứng kiến cho em nha. Mọi người chứng kiến nha. Từ lấy dạy em không có nói câu nào. Em không có nói một câu nào luôn. Em bị chửi. Em bị chửi sao? Em quá hiền. Em không làm gì. Đã thế ngày hôm nay tao không có bán hàng nữa. Tao không bán hàng nữa. Tao ngồi thì tao nói xấu luôn. Tao lại tiếp tục nói xấu luôn nha. Cái gì? Phải chân thành luôn nha. Cả cái đoàn phim nhà người ta có cơm ăn. Gì ngặt chưa ai ăn. Ăn bằng hết, không còn một cái gì luôn. Đến nỗi chị Việt Hương, chị đấy phải gì, chửi từ tập 1 đến tập 10. Cái đoàn phim nhà người ta phải ra được cái phần 2 cả bộ phim rồi nhá. Bây giờ đến Trường Giang luôn nha. Trường Giang, thôi hết giờ rồi nha. Anh Trấn Thành số xui thì phải chịu luôn nha. Thôi đi về. Bỏ nha mày. Hết thời gian, rất tiếc. Xém thiếu chút xíu, tại vì chất liệu đưa ra nó không có đã. Em đừng có đi một cái kiểu mà lua tua vậy, nó không có nhấn mạnh vô một cái điểm gì hết. Em thấy không? Em chỉ cần đưa ra đúng một thông tin, mà cái thông tin nó có duyên là người ta sẽ cười. Hồi nãy anh cứ nghĩ trong đầu là em sẽ làm cái dạng như này, tại hồi nãy tự nghĩ bên chờ nghĩ là hôm nay mình sẽ bán gà khô gà lá chay đấy, một ký chỉ có 20.000 thôi đấy. Đi Trấn Thành à. Này mày đừng mua, mày đừng vào đấy nhé. Cả cuộc đời mày chỉ được ăn kim chi thôi nhá. Anh cứ nghĩ trong đầu sẽ nói một điều gì đó dạng vậy, thì anh sẽ cười, mà tự nhiên lại nói cái kia thì nó không cười lắm. Với lại tại vì cái miếng hồi nãy là Ngô Kiến Huy, miếng nó mạnh quá. Mạnh quá. Mạnh quá. Tại vì nó đúng quá. Nó dính vào sự nghiệp. Đời mày chỉ có một bài hit thôi nha. Mọi người ơi, quay lại vấn đề. Quay lại. Mai mốt là kinh nghiệm cho em luôn. Muốn cái gì mà người ta cười là phải đúng. Đầu tiên là mình phải nói mà người ta nghe, người ta nghiệm, ừ đúng nha. Đó, thì cái đó người ta mới cười nhiều. Thôi được rồi, cũng duyên dáng rồi. Coi như một cuộc trải nghiệm đi ha. Vâng. Cảm ơn em nha, chúc em bán hàng đắt nha.